bạn này bạn có câu hỏi liên quan đến hai câu nói là nhân nào quả đó ai làm tự gánh và có mâu thuẫn với câu đời cha ăn mặn đời con khát nước hay không à, yến đến với câu hỏi con ở nha trang bà nội con lúc trẻ sau khi đẻ cô út xong thì đi làm luôn nên bị trúng gió từ đó lặng cả hai bên tai cho đến cuối đời bố con thì bị điếc hẳn tay trái khi trẻ con lúc năm tuổi vô tình lô đùa với bạn rồi va vào cạnh tường từ đó điếc luôn tay trái và giảm thính lực tay phải sau năm năm con đi khám thì không tìm ra nguyên nhân vừa rồi con có đi xem bói và biết nghiệp đời các cụ trước của mình con tưởng khi biết nghiệp rồi thì con sẽ biết cách giải nhưng thật sự hoang mang cô ạ đó là chuyện cụ tổ nhà con con là đời cháu thứ năm của cụ vì cụ làm chuyện thất đức nên năm đời đều bị báo oán như vậy. Tuy nhiên, con thắc mắc là nhân nào quả đó ai làm tự gánh có mâu thuẫn với câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước không cô? Thế ông thầy bói là đã làm cho con cháu là oán trách cái ông cụ năm đời kia đã không chuyển được nghiệp lại gieo luôn một nhân bất hiếu. <laughs> thì lặng nghiệp này còn nặng hơn. sao mà càng ngày sẽ phàng càng phải hoang mang, cứ đi đổ tại ông cụ như mình làm chuyện bất tiện cho nên đến nay mình mới bị quả báo thế này. Thế bây giờ lại có bảo chứ ai làm người chịu. tại sao lại như thế cho nên nó mâu thuẫn với nhau. thì ở chỗ này thì Yến có giải thích nhân nào quả đó ai làm tự gánh. Yến sẽ theo cái câu chuyện của ông thầy bói này giả dụ như đúng thật năm đời trước ông cụ này làm việc bất thiện. Thế thì khi ông cụ làm việc bất thiện thì đương nhiên là ông sẽ chiêu cảm nên con cái cũng phải bất thiện để không có hiếu với ông. Thế rồi cứ như thế như thế thì nó chiêu cảm những cái người bất thiện về trong một dòng họ chứ đâu có phải là tại ông đâu. Ông có nghiệp bất thiện của ông cho nên vì bất thiện cho nên ông không thể sinh ra cái đứa con mà nó thiện để nó báo hiếu ông được. Cho nên ông phải chiêu cảm sinh ra một đứa bất thiện. Đấy, sinh ra một đứa bất thiện rồi. Thế thì cái đứa bất thiện này thì đương nhiên nó không báo hiếu ông được. Không báo hiếu ông được thì nếu cái đứa bất thiện này nó lại không gặp một ai đó để cho nó sau khi mà nó nghe được, nó chuyển hóa tâm mà nó vẫn bất thiện như vậy thì nó lại bất hiếu với ông. Bất hiếu với ông thì đương nhiên thì nó cũng không thể báo hiếu được, nó lại phải sinh tiếp, chiêu cảm tiếp một đứa bất thiện về làm con nó. Thế là cứ như vậy như vậy. Thế thì có phải là à, nhân nào quả đấy chưa? Đấy là nhân nào quả đấy, nhưng nói rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước, tức là đời cha làm việc bất thiện thì đời con gặp điều không may mắn. Thì đó là nhìn bằng cách nào để thấy, tức là nhìn không thấu biết được nhân quả, nhân duyên, mà chỉ thấy trên việc hiện tại, thấy đời bố ông này làm việc bất thiện, đứa con nó lúi xúi, nó chả làm ra gì. Nhưng mà đâu có biết rằng đứa con này là do chiêu cảm nghiệp thôi, chứ còn nghiệp của đứa con này là bất thiện từ đời trước, cho nên giờ mới quả báo thế này. Đấy, cho nên là nhìn với con mắt hiện tại, tức là cái con mắt mà nhìn trên sự tướng thế gian, không thấy được nhân quả nghiệp báo của kiếp trước thì ta thấy hiện tượng đời cha ăn mặn đời con khát nước. Và nếu như nhìn bằng cái tư duy bằng nhân quả trong đạo Phật thì nhân nào quả ấy, ai gieo người ấy hưởng. Thế hai câu này là có đúng vào với nhau được không? Nó vẫn vào với nhau được, là bởi vì sự tướng ở trên đời thì rõ ràng mình bắt hiếu thì mình làm sao mà đẻ ra con ngoan hiền được mà lại hiếu thuận với mình được thì cái đứa đấy nó phải ngỗ nghịch có khi là mình ăn trộm ăn cắp rồi mình đủ thứ mình về nuôi nó mình dạy nó nó lại đi ăn trộm ăn cắp lấy gì ra mà phục vụ mình thì nó không có kinh tế nó gặp những điều xui xẻo yeah. thì do mình ăn trộm ăn cắp ăn cướp rồi đủ thứ như thế mà mình không có xoay tâm thì mình sẽ chiêu cảm nên cái đứa nó không có cái phước báo làm ra kinh tế nó về nhà mình thế thì nhìn thấy như thế thì người ta nói là đời cha ăn bạn đời con khát nước là nhìn trên cái sự tướng của thế gian thì người ta thấy nó cũng đúng thế nhưng mà chúng ta xuyên suốt chúng ta nương vào phật pháp chúng ta thấy được nhân quả kiếp trước kiếp sau thì chúng ta mới thấy rõ được việc này là vẫn nhân lào quả đấy đời mình mà tu không tốt thì đời con mình sao nó không có phước báo đấy là nói theo cách thế gian mình mà tu không tốt thì con mình nó sẽ không có phước đâu thế còn mình mà tu tốt thì con mình nó cũng chuyển gì chuyển nghiệp đó là cái cộng nghiệp nó vẫn có cái chuyển nghiệp của nó tức là do mình có cái nhân duyên tu cho nên đứa con này nó cũng được có cái nhân duyên tu theo mình Ê, ví dụ như chúng ta đây từ đầu là thầy có nhân duyên về chùa lập ra chùa chúng ta lại có nhân duyên về đây rồi chúng ta lại có những cái gọi là trùng trùng duyên khởi trên cha mẹ mà biết tu hành thay đổi được cái nghiệp thì con cái nó cũng được nhờ đấy thế nhưng mà nó nhờ thì đấy cũng là do nhân duyên nhân quả của nó tuy rằng hoàn toàn chúng ta là độc lập nhưng độc lập về nghiệp nhưng chúng ta đều bị ảnh hưởng tương tác từ những cái tâm ái của chúng ta đến với những người xung quanh thế cho nên là vẫn có câu rằng là nhân nào quả đó ai làm tự gánh không mâu thuẫn với đời cha ăn mặn đời con khát nước nó không mâu thuẫn vì đây là chiêu cảm nghiệp cho nên hiện tượng này vẫn xảy ra còn à, con cháu mà đi xem bói thế này thì chỉ luôn luôn oán trách cụ tổ thế tại cụ như thế chứ nếu cụ không thế thì chúng con cũng không bị thế này nếu cụ tổ nhà này năm đời mẹ là người phước đức thì mình không bao giờ lại sinh về cái nhà này được mà mình lại phải đi tìm cái nhà khác phải có cụ tổ thất đức <laughs> thì mình mới sinh về đó vì mình vì chưa cảm nghiệp đó chứ nếu cụ tổ nhà này có đức thì mình đã không về không sinh về làm con ở trong nhà này được đấy nhưng mà mình phải biết tu Phật là chuyển nghiệp chỉ cần về trong gia đình nhà mình thôi mình nhìn thấy đây Yến nói đây là chuyện của Yến từ trước ấy. Yến thấy là mẹ Yến cũng phải làm hai tức là bố yến thì có hai bà bà cả không có con cho nên bố yến lấy mẹ yến thế làm hai thế rồi những cái gì mà từ bé mà yến bị tiếp xúc trong gia đình nhà mình ấy mà mình cảm thấy có cái gì thiệt thòi và cái gì không nên làm từ cha mẹ mình mình đặt kế hoạch luôn mình không bao giờ đi vào cái vết xe đổ đó không bao giờ đấy tức là mình cứ nhìn thấy cái gì mà mà nó không tốt thì mình sẽ vạch ra mình không đi vào cái chỗ đó tức là khôn sớm lên một chút thấy trong gia đình nhà mình có cái hiện tượng gì mà nó dẫn đến cái việc đó thì mình không đồng ý ví dụ như là bé như thế bắt đầu ta mới nghĩ trong đầu ít nó lớn lên nhất định mình không làm vợ hai đâu đấy thế <laughs> là mình thấy mẹ mình thế con nó thiệt thòi mình cũng gọi là nhất định không làm vợ hai. kiểu gì thì kiểu không làm vợ ai không lấy chồng không làm vợ ai Đấy. thế ông thấy cái ông hàng xóm mà nhà chia chia tiền ra coi nhà chồng thì đã đo đóng gạo vợ thì mua thức ăn thế là thỉnh thoảng cãi nhau mình đã ngại ra ý, đó, ý định trong đầu lấy chồng là đến lúc nào mình yêu mình cũng phải giao hẹn luôn tiền là một mình mình cầm thì mình mới đồng ý còn không thì thôi không lấy để mình no cả thức ăn no cả gạo chứ không thì suốt ngày hai vợ chồng cãi nhau hôm thì bà à, không đong gạo hôm thì ông không mua thức ăn thế là con cái bên dưới nó phải khổ cho nên mình rút kinh nghiệm luôn tức là tất cả tất cả những cái gì mà mình thấy ở trong cuộc sống ở xung quanh chúng ta mà nó không tốt ta rút kinh nghiệm luôn đấy nhá thì thì ở đây khi mà về đến gia đình nhà chồng mà lại thấy là à, thấy gia đình nhà mình cứ có những cái hiện tượng này hiện tượng này hiện tượng kia thì mình xem những gì gì tật xấu trong dòng họ gia đình nhà mình mình sẽ phát nguyện tránh nó đi không làm cái việc đó không giống như thế nữa thì mình sẽ không bị rơi vào cái nghiệp chung của cả gia đình đấy Tức là mình tự tách mình ra trong từng cái suy nghĩ của mình ngay rồi thì mình không bị nhé. Yeah. Cho nên đó là cái mà mình muốn giải cái nghiệp truyền đời đi của mình thì mình sẽ không làm cái việc bất thiện nữa thì mình sẽ giải được nghiệp. Thế còn lại thì đúng là à, có những cái nghiệp ví dụ như là à, điếc tai thì điếc tai hết. Yến cũng có một cậu con trai lớn của Yến cũng đi tắm biển cũng bị cháu cũng bị nó kém cái phần tai bên trái. Bây giờ thì phân tích nghiệp thì chắc cậu quan mình cũng bị cái nghiệp đó một chút. Tức là có đi những cái gì mà mình nghe nó chưa chính xác. Cái điều đó cũng quan trọng. Khi nói ra với một người nào đó thì bị tổn hại tới cái người kia. Đấy ví dụ như mình nghe thấy cái người này bảo cái người này là vừa mới lấy trộm ở nhà quan ra chẳng hạn. Thế tức là không nghe nói gì, nói nghe thì sẽ bị vào tai không thấy nói thấy thì bị vào gì vào mắt đấy thế thì uh, nó hay bị như thế thế còn nếu như tất cả cùng bị từ cả gia đình cùng bị thì xem xét lại là trong cái dòng họ này, cùng bị cái nghiệp này thì đó là cùng nhau trong một sự việc nào đó cùng nhau làm cái việc đó cho nên đến bây giờ thì người được tái sinh làm người sớm người thì tái sinh làm người muộn nó nó trong cái hội đó nó trở thành À, cái nghiệp của dòng họ cái gọi là bệnh bệnh di truyền thế còn đây gọi là cộng nghiệp cho nên nó cũng có cái hội tụ của nghiệp theo cái từng tầng lớp à, tái sinh trước tái sinh sau mà sinh ra vào lớp cha chú vào đến lớp con cháu nhé yeah. thì muốn giải cái nghiệp này chỉ có quy y tam bảo thọ trì năm giới thì cả nhà sẽ uh, chuyển được hết những cái nghiệp mà chuyển đời truyền kiếp này đấy nhà mình ví dụ có cái nghiệp mình thấy là đời ông mình đau dạ dày đời bố mình cũng đau dạ dày đời mình cũng đau dạ dày thì nhớ rằng lấy vợ lấy chồng là đi quy y tam bảo thọ trì nắm giới để cho nó chuyển cái nghiệp đi ngay không thì giờ đến đời mình cũng sẽ đau dạ dày rồi đời con cũng đau dạ dày là mình rất đau khổ vì nó có cái chiêu cảm nghiệp câu hỏi này là câu hỏi liên quan đến phần tâm linh nghiệp báo câu hỏi của Mai Phương Nguyên cái này là con dâu chết oan vì gánh nghiệp nhà chồng có đúng hay không? Đấy, hồi xưa người ta vẫn nói là tôi về để gánh nghiệp cho nhà này, tôi về để gánh nghiệp cho nhà kia. Đó là những cái câu mà chúng ta từ trước đến nay hay đi xem bói cho nên có cái câu này, tôi về để gánh nghiệp cho nhà này. Đấy. Hay là người này trong nhà gánh nghiệp cho người kia? Câu hỏi con muốn nhờ cô trả lời giúp để tâm con khai sáng. Cũng như con thấy đường đi nước bước. Em dâu bên nhà chồng sinh năm 1983 đã mất vào 30 Tết. Người ta phán, em nó hợp với con. Hai chị em dâu nên gánh nghiệp nhà chồng. Nó đang gánh nghiệp cho con. Nó chết oan. Và cẩn thận nhà con trùng tang Mong cô giúp con với ạ. Kính thưa các bạn! trên thế gian này không có ai là người chết oan mà chết đúng nghiệp của mình chứ không có cái gì là oan cái gì cũng có nhân có quả thế còn trong kinh dược sư thì nói rằng có chín thứ chết uổng không đáng chết mà phải chết chứ không gọi là chết oan nhé chết uổng tức là chúng ta có thể kéo dài thọ mạng bằng cách tu tập nhưng không biết tu tập cho nên nó chết Tức là cái nghiệp chết đó của mình nó do kiếp trước quân tập đã có. Nhưng mà kiếp này biết đến Phật Pháp, tu tập theo sự hướng dẫn của kinh dược sư, đó là 49 ngày hành trì bát quan trai giới liên tục, rồi cúng dường chư Tăng trong 49 ngày ẩm thực đó. Thế thì chúng ta sẽ à, tránh được các nạn này, chết này, Thế thì các bạn cũng muốn cho con mình hay là khi hai vợ chồng lấy nhau về muốn tránh đi được bao nhiêu cái lạn chết uổng mà yểu mạng ấy thì các bạn nên quy y Tam Bảo. Thế rồi các bạn thọ trì bát quan trai giới hai vợ chồng liên tục trong 49 ngày. Thế rồi cúng dường chư tăng thọ thực cơm trong 49 ngày thì hai vợ chồng trong cuộc đời là tiêu sạch luôn cái chết uổng kia đi. Tức là đáng nhẽ những cái nghiệp này chuyển được về nghiệp cái chết thì mình không biết để mà chuyển. Còn ở trong bài này gọi là chết oan Chết oan là không đáng chết mà phải chết Thì ở đây không có Ai chết cũng là do nhân quả rồi Của họ đã tạo từ kiếp trước Cộng với kiếp này rồi Chứ không có cái gì là oan ức cả Thế Cho nên không phải Cái việc đó là không đúng Còn cái việc mà gánh gánh nghiệp Thì không ai gánh nghiệp cho ai được Nghiệp ai người ấy gieo Thì nhân ai gieo thì quả người ấy phải hưởng nhưng chúng ta trong cái hưởng nghiệp này chúng ta có hai phần biệt nghiệp và cộng nghiệp chúng ta có nghiệp riêng của chúng ta cộng với lại nghiệp chung của cả gia đình nữa và từ biệt nghiệp và cộng nghiệp thành ra là tổng nghiệp mới thành cái nghiệp nghiệp chung của mình tức là mấy nghiệp chính của mình thì nó chia ra làm hai phần ví dụ như là bố mình giàu thì là mình được hưởng gì? Hưởng phước. Cái hưởng phước thì cái phước đấy cũng là của mình. Thế nhưng mà cũng niên đới mới lại bố làm ra tiền nữa. Đấy. Thế rồi đến nỗi mai mà bố mà bị phá sản thì mình cũng không có tiền. Thì đây cũng là nghiệp của mình nhưng cũng niên đới đến bố mình tức là nghiệp có tương tác giữa nhiều người. Thế thì cái người chết và cái người sống thì có tương tác nghiệp. Đó là người sống thì mất đi người thân của mình. Thế nếu như mà cái người sống mà khéo tu mà chuyển được cái nghiệp không phải bị mất người thân, ví dụ chồng không phải mất vợ, con không phải mất cha mẹ. Đấy, tức là người ta chuyển được cái nghiệp đấy thì tự nhiên cái nghiệp của mình nó cũng chuyển được. Đấy, nó cũng kéo dài ra được. Đấy, thế thì ở đây thì là do nghiệp này là nghiệp của của người con dâu này chứ không có liên quan gì là gánh nghiệp hộ cho ai hết. Ở trong này có những cái báo nghiệp là xong là cứ người này chết xong người kia chết trùng chết trùng thì cái đây yến đã giải thích nhiều rồi và nghe thầy giải thích nhiều rồi tức là trong gia đình nhà mình dù dâu con hay cái gì mà cứ ở chung với nhau thì người ta đều gọi là hội tụ tại một chỗ hội tụ này thì đều có cái sự ảnh hưởng tương tác đến tâm nhau nếu như mà trong tiền kiếp trước mình và những người thân của nhà mình dù là con dâu hay dù là con gái hoặc là một đứa cháu đẻ ra có nhà thì đứa cháu đẻ ra một cái thì tự nhiên làm ăn nó phá sản không tốt vợ chồng cãi nhau nhưng cũng có nhà thì đẻ ra một đứa cháu một cái thì tự nhiên là vợ chồng hạnh phúc làm ăn phất như cờ tức là trong cái tiền kiếp trước thì hai người bố mẹ này cùng với đứa con cùng với những người thân này làm một cái việc thiện thì đứa con này xuất hiện tức là cái duyên báo cho được hưởng cái quả báo thiện cho nên các việc thiện mình sẽ được gặp các duyên để cho mình được hưởng phước báo Thế còn sinh ra một đứa con tự nhiên là gia đình trở lên lục đục từ đấy trở đi bất hòa thì mình biết rằng là gia đình nhà mình cùng với đứa con này trong tiền kiếp có làm các việc bất thiện cho nên khi đủ duyên cháu ra đời thì tất cả cùng phải chịu quả báo đó chứ không phải tại lỗi tại các cháu mà cũng không phải phúc tại các cháu sinh ra mà là do chúng ta tất cả. Đấy, thì đó là đủ duyên Nha, cái nhân nó đủ duyên tức là cái nhà này là trong tất cả những cái người thân mà liên đới đến trong cái tâm tư tình cảm ảnh hưởng trực tiếp đến cái người chết này trong kiếp trước đã từng làm cùng với người chết này làm một cái việc gì đó cho nên đến bây giờ cái người này chết đi rồi thì lại phải đến người kia chết đi phải đến người kia chết đi đấy ví dụ cùng nhau tạo một nghiệp ác à, phải chết nhưng mà trong lúc cùng tạo nghiệp đó thì cái người có tâm mà cường thịnh về bất thiện nhất thì sẽ chết trước thế rồi còn đến cái người bất thiện nhì thì sẽ chết tiếp theo người bất thiện tiếp chết tiếp theo nữa cho nên ở trong nhà nếu như có người thân mà chết bất đắc kỳ tử thì chúng ta nên tu cái nghiệp để phòng vì chúng ta không biết nhỡ mai kiếp trước chúng ta có những cái người nhân duyên xung quanh tức là thân hữu sát đây này nhỡ may mà cùng làm cái việc gì thì để cho nó chuyển nghiệp đi. Nên trong gia đình nhà cháu thì nếu như tất cả được thì cả gia đình nên phát nguyện tụng kinh sám hối trong 49 ngày và cùng nhau làm các việc thiện thì chuyển cái nghiệp trùng tang là do kiếp trước có thể làm cùng một việc bất thiện. Đấy, thì đến nay những người còn lại cùng nhau làm việc thiện, sám hối, làm thiện thì nó chuyển cái nghiệp ấy đi thì không bị trùng tang. Thế còn nếu như mà ở trong nhà mà lại không có ai cái đồng tâm nhất trí thì một mình mình biết thì một mình mình làm thiện để thoát ra khỏi cái chỗ đó, <laughs> cái 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 bao nhiêu người đó thì nhà mình mình sẽ tự làm mỗi người. Đấy, chứ còn không ai gánh nghiệp cho ai nhé. thì yến trả lời cái này là không có con dâu nào chết oan vì gánh nghiệp nhà chồng và muốn giải được cái nghiệp trùng tang thì chúng ta phải nên làm như vậy.